Các bạn vừa nghe cô Đỗ Thị Hảo hát một khúc hát ru, và bây giờ cô sẽ dạy các bạn một đoạn khúc hát ru vừa rồi. Bây giờ cứ chia ra nhớ trước đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chia ra nhớ trước đi. Lý Sơn hải đảo xa khơi, quanh năm trong bộ biển trời bao la. Đúng chưa, đúng chưa? Tới con. Lý Sơn nhớ quãng trường xa, ông cha ngày trước đã ra cánh ở phòng. Được rồi. Chứ Hoàng Sa đi có bè không, lệnh vua sai phải quyết lòng mà ra. Ra đi. Hoàng Sa đi có về không? Lệnh vua sai phải quyết lòng ra đi. Coi nó dễ. Dạ. Lệnh vua sai phải quyết lòng ra đi. Hoàng Sa trời nước bổng bề. Đội quân Bắc Hải quyết cử thề là bảo an. Đội quân Bắc Hải biết cử thề là gì? Quyết thề bảo an. Quyết thề bảo an. Lại con em là cái gì? Nhớ không? Tôi chưa xong nữa ông. Ủa, con em là cái gì? Nghe sao bây giờ không nghe? Trong cái luật này nó có một cái gì đó nè, chứ không thể nào mà dễ dàng mỗi người câu được chứ. Bây giờ các bạn hãy bốc thăm để chọn thứ tự hát. Bốc thăm để chọn thứ tự hát. Đó. Trời ơi. Chết rồi, tôi không dùng khúc này. Nhắc được anh, nhắc được. Nhắc nha. Câu đầu là gì? Lý Sơn bốn bể bốn biển mênh mông. Câu đầu là gì vậy? Câu đầu là gì? Ủa? Cái câu của em. Lý Sơn biển đảo xa khơi. Lý Sơn biển đảo xa khơi. Cái gì quân đội Bắc Hải? Lý Sơn hải đảo. Gì bảo an gì ta? Lý Sơn hải đảo. Lý Sơn sóng vỗ mênh mông xa khơi. Đội quân Bắc Hải. Quân Bắc Hải. Gì đó? Quyết tâm. Lý Sơn biển đảo bảo an. Hải đảo. Đội quân Bắc Hải gì? Lý Sơn hải đảo xa khơi quanh năm sóng vỗ. Cái gì? Biển trời mênh mông. Bây giờ lần lượt từng người sẽ hát câu của mình. Lý Sơn biển đảo xa khơi, mênh mông sóng vỗ. Mênh mông sóng vỗ. Sóng vỗ. Sóng vỗ biển trời bao la. Biết rồi, hát dở đúng không? Hát dở bị đập đầu nè. Lý Sơn biển đảo xa khơi. Lý Sơn hải đảo xa khơi. Hải đảo xa khơi. Bao la sóng vỗ biển trời mênh mông. Mênh mông sóng vỗ biển trời bao la. Mênh mông sóng vỗ biển trời bao la. Mênh mông sóng vỗ biển trời bao la. Đúng rồi, mênh mông sóng vỗ biển trời bao la. Mênh mông sóng vỗ. Mênh mông sóng vỗ biển trời bao la. Đúng rồi, mênh mông sóng vỗ. Rồi, em bắt đầu. Lý Sơn hải đảo xa khơi. Đúng. Mênh mông sóng vỗ biển trời bao la. Bao la. Bao la. Ai da đau quá. Thấy chưa? Quên hết rồi. Ai da đau quá. Thấy quên chưa? Chữ quên hết rồi. Thấy chưa? Thiếu anh lại. Quên gì quên rồi. Em quên luôn câu em rồi đó. Đội quân gì quên rồi.
anh có nhớ năm sáu, nhớ năm sáu vậy, năm là ai? Nhớ Hoàng Trường Sa, nhớ thấy Lý Sơn, nhớ Hoàng Trường Sa đúng không? Cô năm là gì cô ơi? Sao người trước đã ra cảnh học cô năm là gì cô Hoàng Trường Sa? Cô năm là gì cô ơi? Giữ lòng tự trọng đi. Lệnh vua sai phải Hoàng Sa gì có còn gì nữa? Hoàng Sa Lý Sơn biển đảo xa khơi. Dạ em nè, anh mà là Hoàng Sa nè. Ông em bên năm hả? Bên năm Công Bổ. Biển Thổ là con năm nãy của ai? Lý Sơn nhớ Hoàng Trường Sa. Con năm là của anh Giang. Ông cha ngày trước đã ra Công Bổ. Giang con năm, con năm của gì? Của anh đâu chứ không nhớ đâu. Rồi ra đi, ra đi, vô đi, vô đi. Ê con năm sao? Ai biết? Tại vì một người bị là cả đám bị đó. Thì đó, con năm của anh đó. Con năm của anh đó. Câu năm lúc đầu là anh Tuấn học nè. Bây giờ bao la bao la. Lý Sơn nhớ cái bằng, nhớ cái bằng lãnh vô à. Cha ông ngày trước đã ra căn phòng. Hoàng Sa đi có về không? Yeah, Hoàng Sa đi có về không? Lệnh vua sai phái phải ra ngoài khơi. Phải ra ngoài khơi. Lệnh vua sai phải quyết lòng ra khơi. Không ra đi. Phải ra khơi. Ra đi. Ra đi. Ra đi nha. Cho sắp nhất là đi nha. Câu này không ai nhớ vậy. Quyết lòng ra khơi. Năm sáu. Từ từ. Tiếp em á. Em á. Lệnh vua sai phái quyết lòng ra khơi. Rồi chuẩn bị bắt đầu. Chết tôi rồi. Vô. Năm sáu sao. Mời chú. Lý Trơn hải đảo xa khơi, quanh năm ở trong vỗ biển trời. Bảo la. Trời ơi, lại trời à, lại trời à, trời ơi là trời à. Ơi Lý Sơn nhớ Hoàng Trường Sa. Ơi ông cha ngày trước đã ra căn phòng. Hay quá. Liếu rồi. Hoàng Sa đi có về không? Em cái khúc đó giá lại đi, giá anh giá là em chụp giá được. Sai nữa, giá sai nữa, giá sai mới công sai. Sai. Anh giá ngoài đi, lướt ngoài là lướt. Anh giá ngoài đi. À, Hoàng Sa đi có về không? Đó rồi rồi. Lên vua ban phát ban phát nữa. Nếu không chém đầu đầu. Lâm ơi. Lâm ơi, chém đầu rõ ràng cô hết đó. Cô nhắc em. Cô nhắc em chém đầu. Lệnh vua sai phái quyệt lòng ra đi. Giữ luôn đi, đừng có đơn nữa. Tiếp. Em giữ luôn nha. Tiếp. Câu gì ta? Lệnh vua sai phái quyết lòng ra đi. Trường Sa, Trường Sa. Trường Sa bốn bể năm châu. Năm châu cái gì trời ơi, năm châu cái gì trời ơi. Anh giá đau quá. Trường Sa mây nướng không có hơn quá năm lâu. Nó thuộc gì lắm. Em biết quá rồi. Nó thuộc. Thuộc rồi xong. Đứng bóng thằng em. Trời chưa nha. Em ơi. Rung thôi. Rung thôi. Em thuộc mà không?
quên mất rồi. Đậu quên, đậu quên, đậu quên. Rồi nó xỉa vô mặt luôn. Nó phải là em nha. Bắt đầu đã. Nó phải em Đậu quên nha. Đậu quên rồi, quên. Ừ quá. Đội quân Bắc quyết thề báo em, quyết thề báo em. Mời các bạn di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Trời, cảm ơn cô chú ạ. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn bà con. Cảm ơn bà con.